Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì đây là con 9090DB đẹp thiếu thì shop mới về trong ngày hôm qua, thì cũng là cuối năm về được một con này các bác. Và em cũng nhận đơn của anh Bình ở Nghệ An và bác chốt con ông lên này. Hiện tại đang để điện 110 nha các bác. Và bác lấy thêm một bộ dây AVXLO, đấy, dây bạc tinh khiết. Đấy. Rồi, như là đây là chỉnh bát mic chép nha. Mình chỉnh tăng cường chép chép thì mình có thể gạt cái này nha. Bát, đấy. Bạn này, mic check em sẽ để hướng 12 giờ hết nha. Hãy volume lên. Hay là nhận được tiếng đầu vào nè. Hay là vào AUX nè. Âm thanh nổi này. Cuối năm em về con này để em giao giá rất là tốt để các bác mình sở hữu và lọc lá cuối năm có là 48 triệu 500 nghìn bao gồm phí ship. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Em luôn luôn lên sóng những sản phẩm hàng tuyển và để các bác cùng theo dõi kênh. Giá bên em luôn luôn bao ship tận nơi tất cả các bác nhé. Em còn 8080DB nha các bác. Chuẩn bị về. Một con 8080DB cho hiện tại shop hết rồi. Bữa cũng giao một con rồi các bác. Còn 7070 với 8080DB nha các bác. 8080DB chắc ngày mốt về. Bác nào lấy chơi Tết thì alo cho em, giá rất là tốt, 32 triệu. Đây là những con hàng sưu tầm nha, vừa nghi ngắm vừa trưng bày. Hỏi em chỉ xin chào hẹn gặp lại các bác để tranh thủ đóng hàng cho tất cả các bác để gửi càng sớm càng tốt.